290. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh, các tỳ khưu đã nói với vị ấy điều này. Đại đức có pháp thượng nhân không? Này các đại đức, không phải là việc khó để nói lên trí giải thoát. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, chỉ có những vị thinh văn của Đức Thế Tôn mới có thể nói như thế, và ta không phải là thiên văn của Đức Thế Tôn, phải chăng ta đã phạm tội barajika? vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu khi ấy ngươi có tâm gì bạch thế tôn con không có ý định khoác lác này tỳ khưu vị không có ý định khoác lác thì vô tội vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ bị bệnh các tỳ khưu đã nói với vị ấy điều này đại đức có pháp thượng nhân không này các đại đức Pháp sẽ được thành tựu với vị có sự tinh tấn được ra sức. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, chỉ có những vị thinh văn của Đức Thế Tôn mới có thể nói như thế, và ta không phải là thinh văn của Đức Thế Tôn, phải chăng ta đã phạm tội barajika. Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con không có ý định khoác lác này tỳ khưu, vị không có ý định khoác lát thì vô tội. Vào lúc mấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh, các tỳ khưu đã nói với vị ấy điều này. Này đại đức, chớ có sợ hãi. Này các đại đức, tôi không có sợ tử thần. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Chỉ có những vị thinh văn của Đức Thế Tôn mới có thể nói như thế, và ta không phải là thinh văn của Đức Thế Tôn. Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con không có ý định khoác lát. Này tỳ khưu, vị không có ý định khoác lát thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy điều này. Này Đại Đức, chớ có sợ hãi, này đại đức có lẽ vị nào có sự ân hận thì vị ấy mới sợ hãi vị ấy đã có nỗi nghi hoặc chỉ có những vị thinh văn của đức thế tôn mới có thể nói như thế và ta không phải là thinh văn của đức thế tôn phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu khi ấy ngươi có tâm gì bạch thế tôn con không có ý định khoác lác này tỳ khưu vị không có ý định khoác lác thì vô tội vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ bị bệnh các tỳ khưu đã nói với vị ấy điều này đại đức có pháp thượng nhân không này các đại đức pháp sẽ được thành tựu với vị có sự hành trì chân chánh vị ấy đã có nỗi nghi hoặc chỉ có những vị thinh văn của đức thế tôn mới có thể nói như thế và ta không phải là thiên văn của Đức Thế Tôn, phải chăng ta đã phạm tội Barajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con không có ý định khoác lác. Này tỳ khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh, các tỳ khưu đã nói với vị ấy điều này. Đại đức có pháp thượng nhân không? Này các đại đức, pháp sẽ được thành tựu với vị có sự tinh tấn được ra sức. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Chỉ có những vị thinh văn của Đức Thế Tôn mới có thể nói như thế. Và ta không phải là thinh văn của Đức Thế Tôn, phải chăng ta đã phạm tội Barajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn này Tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con không có ý định khoác lát. Này Tỳ khưu, vị không có ý định khoác lát thì vô tội. Vào lúc mấy giờ, có vị Tỳ khưu nọ bị bệnh, các Tỳ khưu đã nói với vị ấy điều này. Đại đức có pháp thượng nhân không? Này các đại đức, pháp sẽ được thành tựu với vị có sự kiên trì gắn bó vị ấy đã có nỗi nghi hoặc chỉ có những vị thinh văn của đức thế tôn mới có thể nói như thế và ta không phải là thinh văn của đức thế tôn phải chăng ta đã phạm tội parajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu khi ấy ngươi có tâm gì bạch thế tôn con không có ý định khoác lác này tỳ khưu vị không có ý định khoác lác thì vô tội vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ bị bệnh các tỳ khưu đã nói với vị ấy điều này này đại đức sức khỏe có khá không mọi việc có được tốt đẹp không này các đại đức người nào khác thì không thể chịu đựng nổi vị ấy đã có nỗi nghi hoặc chỉ có những vị thinh văn của đức thế tôn mới có thể nói như thế và ta không phải là thinh văn của đức thế tôn phải chăng ta đã phạm tội barajika vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu khi ấy ngươi có tâm gì bạch thế tôn con không có ý định khoác lác này tỳ khưu vị không có ý định khoác lác thì vô tội vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ bị bệnh các tỳ khưu đã nói với vị ấy điều này này đại đức sức khỏe có khá không mọi việc có được tốt đẹp không này các đại đức, phàm nhân thì không thể chịu đựng nổi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Chỉ có những vị thinh văn của Đức Thế Tôn mới có thể nói như thế. Và ta không phải là thinh văn của Đức Thế Tôn, phải chăng ta đã phạm tội barajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con có ý định khoác lát. Này Tỳ khưu Ngươi không phạm tội Parajika mà phạm tội Thulachaya, trọng tội. 291 Vào lúc bấy giờ, có người bà La Môn nọ đã thỉnh mời các tỳ khưu và đã nói điều này. Thưa các ngài, xin các ngài A-La-Hán hãy ngự đến. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Chúng ta không phải là các vị A-La-Hán và người bà La Môn này gọi chúng ta bằng từ a la hán vậy chúng ta nên xử trí như thế nào đây các vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu vô tội trong việc xưng hô theo đức tin vào lúc bấy giờ có người bà la môn nọ đã thỉnh mời các tỳ khưu và đã nói điều này thưa các ngài xin các ngài a la hán hãy ngồi xuống các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc chúng ta không phải là các vị a la hán và người bà la môn này lại đối xử với chúng ta bằng danh xưng a la hán vậy chúng ta nên xử trí như thế nào đây các vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu vô tội trong việc xưng hô theo đức tin vào lúc bấy giờ có người bà la môn nọ đã thỉnh mời các tỳ khưu và đã nói điều này thưa các ngài Xin các ngài A La Hán hãy thọ thực. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, chúng ta không phải là các vị A La Hán, và người bà La môn này lại đối xử với chúng ta bằng danh xưng A La Hán, vậy chúng ta nên xử trí như thế nào đây? Các vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vô tội trong việc xưng hô theo đức tin. Vào lúc bấy giờ, có người bà la môn nọ đã thỉnh mời các tỳ khưu và đã nói điều này thưa các ngài xin các ngài a la hán hãy được hài lòng các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc chúng ta không phải là các vị a la hán và người bà la môn này lại đối xử với chúng ta bằng danh xưng a la hán vậy chúng ta nên xử trí như thế nào đây các vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu vô tội trong việc xưng hô theo đức tin vào lúc bấy giờ có người bà la môn nọ đã thỉnh mời các tỳ khưu và đã nói điều này thưa các ngài xin các ngài a la hán hãy ra đi các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc chúng ta không phải là các vị a la hán và người bà la môn này lại đối xử với chúng ta bằng danh xưng a la hán vậy chúng ta nên xử trí như thế nào đây các vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vô tội trong việc xưng hô theo đức tin. 292. Vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ khoác lác với vị tỳ khưu khác về pháp thượng nhân. Vị ấy cũng đã nói như vậy: Này đại đức, tôi cũng đã đoạn tận các lậu hoặc. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội barajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội barajika. Vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ khoác lát với vị tỳ khưu khác, về pháp thượng nhân, vị ấy cũng đã nói như vậy. Này đại đức, các pháp này cũng được tìm thấy ở tôi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội barajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. "Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội barajika." Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khoát lát với vị tỳ khưu khác về pháp thường nhân. Vị ấy cũng đã nói như vậy. "Này đại đức tôi cũng thành thục các pháp này. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 293 vào lúc bấy giờ, các thân quyến đã nói với vị tỳ khưu nọ điều này thưa ngài hãy đến và ngủ ở trong nhà này các đạo hữu người như tôi không thể ngủ ở trong nhà vị ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu khi ấy ngươi có tâm gì bạch thế tôn con không có ý định khoác lác này tỳ khưu vị không có ý định khoác lác thì vô tội vào lúc bấy giờ các thân quyến đã nói với vị tỳ khưu nọ điều này thưa ngài hãy đến và thọ dụng các dục này các đạo hữu các dục của tôi đã được ngăn chặn vị ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này tỳ khưu khi ấy ngươi có tâm gì bạch thế tôn con không có ý định khoác lác này tỳ khưu vị không có ý định khoác lác thì vô tội vào lúc bấy giờ, các thân quyến đã nói với vị tỳ khưu nọ điều này: "Thưa ngài, xin hãy thỏa thích. Này các đạo hữu, tôi được thỏa thích với sự thỏa thích tối thượng." Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, chỉ có những vị thinh văn của Đức Thế Tôn mới có thể nói như thế, và ta không phải là thinh văn của Đức Thế Tôn, phải chăng ta đã phạm tội barajika?" Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con không có ý định khoác lác. Này Tỳ khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. 294. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa ở trú xứ nọ, sau khi thỏa thuận rằng vị nào sẽ rời trú xứ này trước tiên, chúng ta sẽ biết vị ấy là vị A-la-hán. Có vị tỳ khưu nọ nghĩ rằng hãy để cho các vị biết ta là vị A-la-hán, rồi đã rời trú xứ ấy trước tiên. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Barajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Barajika. 295 Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Lakhana và Đại Đức Maha Mogalana cư ngụ tại núi Jihakuta. Khi ấy, vào buổi sáng, Đại Đức Maha Mogalana đã mặc y, cầm y bác đi đến gặp Đại Đức Lakhana. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Lakhana điều này. Này Đại Đức Lakhana, chúng ta hãy đi vào thành Rajagaha để khất thực. Này Đại Đức, xin dân. Đại Đức Lakhana đã trả lời Đại Đức Maha Mogalana. Sau đó, trong khi đi xuống từ núi Jihakuta, ngang qua khu vực nọ, Đại Đức Maha Mogalana đã mỉm cười. Khi ấy, Đại Đức Lakhana đã nói với Đại Đức Maha Mogalana điều này. Này đại đức Maha Mogalana, nhân gì, duyên gì đưa đến việc mỉm cười vậy? Này đại đức Lakana, không phải lúc để giải thích câu hỏi này. Hãy hỏi ta câu hỏi này trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn. Sau đó, đại đức Lakana và đại đức Maha Mogalana đã đi khất thực ở trong thành Rajagaha. Sau bữa ăn khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Lakhana đã nói với Đại Đức Maha Mogalana điều này. Ở đây, Đại Đức Maha Mogalana, trong khi đang đi xuống từ núi Jihakuta ngang qua khu vực nọ, đã mỉm cười. Này Đại Đức Maha Mogalana, nhân gì, duyên gì đã đưa đến việc mỉm cười vậy. Này Đại Đức, ở đây trong khi đang đi xuống từ núi Rihakuta, ta đã nhìn thấy bộ xương đang đi trong hư không và có những con chim kênh kênh, chim quả, chim ưng, lăn xả lao vào bộ xương ấy. Dây nghiến bóc ra, rứt ra các phần ở khoảng giữa các xương sườn. Và bộ xương ấy đã rên rỉ khổ sở. Này Đại Đức, ta đây đã khởi ý điều này. Thật là kỳ diệu, thật là phi thường. Cũng có chúng sanh lại trở thành như thế này. Cũng có dạ xoa lại trở thành như thế này. Cũng có ngạ quỷ lại trở thành như thế này. Cũng có sự hình thành bản ngã lại là như thế này. Các tỳ khưu phàn nàn, phi phán, chê bai rằng Đại đức Maha Mogalana khoát lát về Pháp Thượng Nhân khi ấy Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, quả thật các thiên văn sống giới mắt thấy như thật; này các tỳ khưu, quả thật các thiên văn sống giới trí biết như thật. Bởi vì là thiên văn thì sẽ biết hoặc sẽ thấy hoặc sẽ chứng kiến điều như thế. này các tỳ khưu, trước đây ta đã thấy chúng sanh ấy, tuy nhiên ta đã không nói ra và nếu ta nói ra điều ấy thì những kẻ khác có thể không tin ta. Những ai không tin ta thì việc ấy sẽ đem lại cho chúng sự bất hạnh khổ đau lâu dài. Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là kẻ giết trâu bò ở ngay trong thành Raja Gaha này. Kẻ ấy do quả của nghiệp ấy sau khi đã bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và do quả dư sót của chính nghiệp ấy đã đạt đến sự hình thành bản ngã có hình thức như thế. Này các tỳ khưu, Mongalana đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Mongalana là vô tội. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Lakkhana và Đại Đức Maha mogalana cư ngụ tại núi Jihakuta. Khi ấy vào buổi sáng, Đại Đức Maha mogalana đã mặc y, cầm y bác đi đến gặp Đại Đức Lakhana. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Lakhana điều này. Này Đại Đức Lakhana, chúng ta hãy đi vào thành Rajagaha để khất thực. Này Đại Đức, xin dân. Đại Đức Lakhana đã trả lời Đại Đức. Mahamogalana. Sau đó, trong khi đi xuống từ núi Jihakuta, ngang qua khu vực nọ, đại đức Mahamogalana đã mỉm cười. Khi ấy, đại đức Lakana đã nói với đại đức Mahamogalana điều này: "Này đại đức Mahamogalana, nhân gì, duyên gì đưa đến việc mỉm cười vậy?" Này đại đức Lakana không phải lúc để giải thích câu hỏi này. Hãy hỏi ta câu hỏi này trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn. Sau đó, Đại Đức Lakhana và Đại Đức Maha Mogalana đã đi khất thực ở trong thành Rajagaha. Sau bữa ăn khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại đức Lakana đã nói với Đại đức Maha Mogalana điều này. Ở đây, Đại đức Maha Mogalana, trong khi đang đi xuống từ núi Rihakuta ngang qua khu vực nọ, đã mỉm cười. Này Đại đức Maha Mogalana, nhân gì, duyên gì đã đưa đến việc mỉm cười vậy? Này Đại đức, ở đây trong khi đang đi xuống từ núi Rihakuta ta đã nhìn thấy miếng thịt đang đi trong hư không và có những con chim kênh kênh chim quạ chim ưng lăn xả lao vào miếng thịt ấy dây nghiến bóc ra rứt ra và miếng thịt ấy đã rên rỉ khổ sở này đại đức ta đây đã khởi ý điều này thật là kỳ diệu thật là phi thường cũng có chúng sanh lại trở thành như thế này cũng có dạ xoa lại trở thành như thế này. Cũng có ngạ quỷ lại trở thành như thế này. Cũng có sự hình thành bản ngã lại là như thế này. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Đại đức Maha Mughalana khoác lát về Pháp Thượng Nhân. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, quả thật các thiên văn sống giới mắt thấy như thật. Này các tỳ khưu, quả thật các thinh văn sống với trí biết như thật bởi vì là thinh văn thì sẽ biết hoặc sẽ thấy hoặc sẽ chứng kiến điều như thế này các tỳ khưu trước đây ta đã thấy chúng sanh ấy tuy nhiên ta đã không nói ra và nếu ta nói ra điều ấy thì những kẻ khác có thể không tin ta những ai không tin ta thì việc ấy sẽ đem lại cho chúng sự bất hạnh khổ đau lâu dài này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là kẻ giết trâu bò ở ngay trong thành Rajagaha này. Kẻ ấy do quả của nghiệp ấy, sau khi đã bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và do quả dư sót của chính nghiệp ấy đã đạt đến sự hình thành bản ngã, có hình thức như thế. Này các tỳ khưu, Mungalana đã nói sự thật này các tỳ khưu, Mongalana là vô tội. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Lakhana và Đại Đức Maha Mogalana cư ngụ tại núi Jihakuta. Khi ấy vào buổi sáng, Đại Đức Maha Mogalana đã mặc y cầm y bác đi đến gặp Đại Đức Lakhana. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Lakhana điều này. Này Đại Đức Lakhana, chúng ta hãy đi vào thành Rajagaha để khất thực. Này Đại Đức, xin dân. Đại Đức Lakhana đã trả lời Đại Đức Maha Moggallana. Sau đó, trong khi đi xuống từ núi Jihakuta, ngang qua khu vực nọ, Đại Đức Maha Moggallana đã mỉm cười. Khi ấy, Đại Đức Lakana đã nói với Đại Đức Maha Mogalana điều này. Này Đại Đức Maha Mogalana, nhân gì, duyên gì đưa đến việc mỉm cười vậy? Này Đại Đức Lakana, không phải lúc để giải thích câu hỏi này. Hãy hỏi ta câu hỏi này trong sự hiện diện của Đức Thí Tôn. Sau đó, Đại đức Lakana và Đại đức Maha Mogalana đã đi khất thực ở trong thành Rajagaha. Sau bữa ăn khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại đức Lakana đã nói với Đại đức Maha Mogalana điều này. Ở đây, Đại đức Maha Mogalana trong khi đang đi xuống từ núi Rihakuta ngang qua khu vực nọ, đã mỉm cười. Này Đại Đức Maha Mogalana, nhân gì, duyên gì đã đưa đến việc mỉm cười vậy? Này Đại Đức, ở đây, trong khi đang đi xuống từ núi Rihakuta, ta đã nhìn thấy cục thịt đang đi trong hư không và có những con chim kênh kênh, chim quả, chim ưng, lăn xả lao vào cục thịt ấy dây nghiến bóc ra, rứt ra, và cục thịt ấy đã rên rỉ khổ sở. Này Đại Đức, ta đây đã khởi ý điều này. Thật là kỳ diệu, thật là phi thường. Cũng có chúng sanh lại trở thành như thế này. Cũng có dạ xoa lại trở thành như thế này. Cũng có ngạ quỷ lại trở thành như thế này. Cũng có sự hình thành bản ngã lại là như thế này các tỳ khưu phàn nàn phê phán chê bai rằng đại đức maha mogalana khoác lác về pháp thượng nhân khi ấy đức thế tôn đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu quả thật các thiên văn sống giới mắt thấy như thật này các tỳ khưu quả thật các thiên văn sống giới trí biết như thật bởi vì là thiên văn thì sẽ biết hoặc sẽ thấy hoặc sẽ chứng kiến điều như thế này các tỳ khưu, trước đây ta đã thấy chúng sanh ấy, tuy nhiên ta đã không nói ra. Và nếu ta nói ra điều ấy, thì những kẻ khác có thể không tin ta. Những ai không tin ta, thì việc ấy sẽ đem lại cho chúng sự bất hạnh khổ đau lâu dài. Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là kẻ bẫy chim ở ngay trong thành Raja Gaha này. Kẻ ấy do quả của nghiệp ấy, sau khi đã bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm và do quả dư sót của chính nghiệp ấy đã đạt đến sự hình thành bản ngã có hình thức như thế. Này các tỳ khưu, Mongalana đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Mongalana là vô tội. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Lakhana và Đại Đức Maha mogalana cư ngụ tại núi Jihakuta. Khi ấy, vào buổi sáng, Đại Đức Maha mogalana đã mặc y, cầm y bác đi đến gặp Đại Đức Lakhana. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Lakhana điều này. Này Đại Đức Lakhana, chúng ta hãy đi vào thành Rajagaha để khất thực. Này Đại Đức, xin dân! Đại Đức Lakhana đã trả lời Đại Đức Maha Mogalana. Sau đó, trong khi đi xuống từ núi Jihakuta, ngang qua khu vực nọ, Đại Đức Maha Mogalana đã mỉm cười. Khi ấy, Đại Đức Lakhana đã nói với Đại Đức Maha Mogalana điều này. Này đại đức Maha Mogalana, nhân gì, duyên gì đưa đến việc mỉm cười vậy? Này đại đức Lakana, không phải lúc để giải thích câu hỏi này. Hãy hỏi ta câu hỏi này trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn. Sau đó, đại đức Lakana và đại đức Maha Mogalana đã đi khất thực ở trong thành Rajagaha. Sau bữa ăn khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Lakana đã nói với Đại Đức Maha Mogalana điều này. Ở đây, Đại Đức Maha Mogalana, trong khi đang đi xuống từ núi Jihakuta ngang qua khu vực nọ, đã mỉm cười. Này Đại Đức Maha Mogalana, nhân gì, duyên gì đã đưa đến việc mỉm cười dậy